Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với nhà cù. Mình là 7 Bình Bông. Bây giờ đã là khoảng đâu đấy là 1 giờ sáng rồi và 7 tôi sẽ nói bé một chút, anh em thông cảm nhá. Mà nội dung hôm nay nó cũng ngắn thôi. Chúng ta có một cái code của phiên bản 2.8 rồi. Và cái code này thì 7 tôi sẽ để ở dưới phần bình luận ghim cuối video này để cho các bạn nhá. Và tôi làm video nó đêm như này để sáng mai các bạn nhận kịp. Tôi sợ là sáng mai tôi bận, tôi không có làm kịp thì các bạn sẽ không nhận được nhá. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái code đấy này, các bạn có thể dán qua web hoặc là qua cái tài khoản các bạn ở trong game. Các bạn paste vào đây, đấy, các bạn đổi. Rồi ok, đã đổi xong nha. Bây giờ các bạn check cái phần thư này. Thì chúng ta đã có code của phiên bản 2.8 rồi. Đây, 60 nguyên thạch nhá. Các bạn, đây là cái phần mà các bạn nhập trong game này. Các bạn có thể nhập luôn ở bên trên cái web, cái link web để nhập ấy. Thì bảy tôi sẽ để ở dưới phần bình luận ghim luôn cho các bạn. Chúc tất cả các bạn thành công. Và với 60 nguyên thạch này thì chúc tất cả các bạn may mắn ở trong banner của Klee, banner của Kazuha hoặc là tích cho banner tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nhá. Nếu các bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ nó đến bạn bè của mình. Và đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như là kéo xuống ấn thêm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Và bảy tôi sẽ cố gắng làm những cái video về code này, về tin tức và về những bí mật của Gen Cinemax đến với các bạn nhanh nhất, sớm nhất có thể. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.